Tử vi tuổi Canh Ngọ 1990 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm của tử vi học, số mệnh của con người vào thời điểm được sao Tốt soi chiếu tự nhiên may mắn sẽ xuất hiện. Mỗi một vì sao Tốt lại mang đến những vận mệnh khác nhau của mỗi người. Và đây cũng là một yếu tố thúc đẩy hoặc cắt đứt vận may. Trong video này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem trong tháng 11 năm 2020 âm lịch, tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990, có được cát tinh chiếu mệnh, quý nhân phù trợ mà mang lại những bất ngờ hay không? Hay là cả tháng sẽ gặp phải vận xui rủi? Hãy lắng nghe lời khuyên giải từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy trong chương trình ngày hôm nay. Tổng quan tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ, khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ, là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là Phích lịch hỏa, tháng thuộc hành mộc, khắc hành thổ. Tháng Tý lục hợp sửu, tam hợp thìn và thần thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt tỵ. Đối với người tuổi ngọ trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 11, tức ngày 23 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn, cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Các ngày tốt đối với người tuổi ngọ trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 11, tức ngày 18 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Gia Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 11, tức ngày 30 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 11 năm 2020, tức ngày 11 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Đây là ba ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Canh Ngọ 1990 trong tháng 11 âm lịch, tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Canh Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ sẽ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Chuyển sang tháng 11 năm 2020, sự nghiệp của tuổi Canh Ngọ vẫn chưa khởi sắc hơn so với tháng trước. Đường tài lộc cũng hiu hắt. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Canh Ngọ sẽ cần chú ý nhiều về tính tình của mình.
Các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp đưa ra các giải quyết ngay lập tức, suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc mà mình đang tiến hành triển khai. Trong tháng này, các gia chủ Canh Ngọ sẽ cần chú ý ngày âm lịch 21 tháng 11 năm 2020, tức ngày 4 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Nhâm Tý. Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng, ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để mọi phương diện diễn ra thuận lợi, san sẻ hơn, những gia chủ tuổi Canh Ngọ nên sử dụng pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Pháp khí có tác dụng hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ. Bên cạnh đó, vật phẩm còn có tác dụng hộ thân và tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Canh Ngọ. Tháng 11 âm lịch là tháng khó khăn đối với những người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Công việc của con giáp này bắt đầu sa sút. Bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức, rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc, nhưng không được như ý. Hơn nữa, do bản tính thiếu quyết đoán của mình, nên có khi đứng trước cơ hội trời cho, bạn lại chẳng hề hay biết. Thay vì tin lời người tốt thì lại nghe theo kẻ xấu, cuối cùng mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí, nhưng chú ngựa dễ mắc sai lầm, con đường công danh, sự nghiệp, vì thế mà vừa khởi sắc đã có dấu hiệu sụt giảm. Tháng này là tháng rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Canh Ngọ. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, giữ vững tâm lý để phấn đấu, đạt được thành công, tăng cường sức khỏe, ổn định tinh thần, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Tài lộc của tuổi Canh Ngọ. Xét vận trình tài lộc tháng 11 năm 2020 âm lịch, họa phá tài đang ập đến. Tuổi Canh Ngọ xui xẻo hết lần này đến lần khác, tổn hao tiền bạc. Bản mệnh không để dành được là bao, tiền cứ vào túi hôm trước, hôm sau là hết. Tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh. Bạn có thể phung phí tiền bạc cho những thú vui, tự cho rằng bản thân đang biết hưởng thụ cuộc sống, nhưng thực chất lại chẳng hề quý trọng đồng tiền mà mình làm ra. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ con giáp này phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay bạn. Để may mắn thành công, các anh chị tuổi Canh Ngọ hãy mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó, tình cảm và gia đạo của tuổi Canh Ngọ. Bước sang tháng 11 âm năm Canh Tý, tuổi Canh Ngọ đang loay hoay để tìm lối đi cho chuyện tình cảm của mình. Có nhiều vấn đề phát sinh và bạn không muốn để lỡ mất cơ hội hạnh phúc nên cố dấn thân, song cũng không có nhiều hy vọng. Tuổi Canh Ngọ có thể sẽ tự để người mình yêu ra xa vì những suy nghĩ tự ti, thiếu sáng suốt của mình. Người ấy không hiểu được những cảm xúc hiện tại của bạn, cũng cố gắng để bạn chia sẻ mà không thành công. Bản mệnh có thể tìm vui bên bạn bè xấu, khiến cho quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng xấu đi. Bản mệnh lại vốn là người ham vui, đôi khi quên mất trách nhiệm của mình với gia đình, người thân, khiến cho người ở bên cạnh không khỏi thất vọng. Người độc thân dễ u mê trong chuyện tình cảm, có khi đâm đầu vào ngõ cụt mà cứ ngỡ mình đang sắp tìm thấy đường ra. Cần thận trọng kẻo bị lừa gạt cả tình lẫn tiền mà cũng chẳng hề hay biết, còn nghĩ mình đang sống trong hạnh phúc. Để tăng hòa hợp vợ chồng, gia chủ tuổi Canh Ngọ nên sử dụng pháp khí phong thủy phòng tam giáp khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Sức khỏe của tuổi Canh Ngọ. Sức khỏe của người tuổi Canh Ngọ trong tháng 11 âm lịch không được tốt.
Do sự nghiệp gặp trở ngại nên bạn phải lo lắng và suy tính nhiều hơn. Có những lúc bạn rơi vào cảm giác bế tắc. Hãy làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình, sau đó đưa ra quyết định đúng đắn. Thời gian này, bản mệnh làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Ngoài ra, nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Ngoài ra, người tuổi Canh Ngọ hãy sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất, chế tác từ gỗ huyên long và hạt đá mã não đỏ, là một loại đá quý có tác dụng tốt với hệ tim mạch. Đem theo vật phẩm này bên mình còn giúp kỵ tà, hóa sát. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tử vi tuổi Canh Ngọ trong tháng 11 năm 2020 âm lịch. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Canh Ngọ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng minh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Canh Ngọ trong tháng 11 âm lịch này, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc quý anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!